Bí ẩn cuộc sống. Quý vị thân mến, cứ đến chớm hè là khắp nơi từ trà đá vỉa hè tới mạng xã hội, người ta lại bàn tán kháo nhau về chuyện bỗng dưng hóa đơn tiền điện nhà mình đột nhiên tăng mạnh, có khi gấp 2, gấp 3 lần tháng trước mà nhu cầu sử dụng hầu như không thay đổi. Hay chuyện xăng dầu tăng giảm thất thường, chẳng rõ nguyên nhân vì sao, lúc thì giảm được 10 đồng, khi lại tăng tới vài nghìn một lượt. Rồi chuyện đào xới lòng đường vừa được thi công xong, như thể một nhóm người nào đó không chịu nổi việc nhìn thấy một con đường với mặt đường láng mịn, êm ái. Chuyện lát đá vỉa hè thì cứ như một anh chàng sống có nguyên tắc đến mức cứng nhắc, chẳng bao giờ lỗi giờ, cứ đến hẹn lại lên, năm nào cũng phải đào lên lát lại gạch mới mới yên lòng. Câu chuyện cứ thế ngày hè là tiền điện tăng vọt, ai cũng lên mạng than mình vô tội, vì thói quen sử dụng hàng ngày vẫn không thay đổi, vẫn cái tủ lạnh ấy, vẫn chiếc tivi kia, lò vi sóng nọ, máy giặt một tuần vẫn chỉ quay 2 lần, điều hòa còn chưa kịp bật, ấy vậy mà cuối tháng cầm hóa đơn vênh đến cả triệu bạc so với tháng trước mà chẳng hiểu vì sao. Thắc mắc với ông nhà đèn thì nhận được câu trả lời chung cho tất cả. Mùa hè nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cao nên tăng thế là bình thường. Công tơ nó sờ sờ ra đấy, ai mà làm điêu được. Thế nhưng, hóa đơn điện nhà nào cũng tăng, thế mới tài, thế mới bí ẩn, chịu chả giải đáp nổi. Những viên đá có độ bền vĩnh cửu được mang về lát trên vỉa hè thủ đô, chỉ hôm trước hôm sau nát vụn, cũng chẳng ai giải thích nổi vì sao. Còn cái người công bố tiêu chuẩn bền vững ấy, cũng chẳng biết ai là ai mà hỏi. Người dân thấy lạ thắc mắc đấy, nhưng tất cả rồi cũng chìm vào im lặng, với nỗi hoang mang về một lý do bí ẩn nào đó, khiến đá ấy không thể nào sống cuộc đời bất tử. Dù sao thì sang năm, người ta lại thay đá khác. Có không vỡ hay vỡ, chuyện bền vĩnh cửu thật hay không thì cũng phải thay thôi. Thế cần gì đá vĩnh cửu cho kỳ công rồi lại gây thắc mắc nhỉ? Một trong những câu hỏi bí ẩn của cuộc sống khó lý giải ấy là câu chuyện đào đường rồi đắp đổi nham nhở. Cứ ngày hôm trước đơn vị thi công đường vừa trải lớp nhựa đường mịn cóng, thì ngày hôm sau lại có các anh mang khoan, máy cắt, máy đào, cuốc xẻn ra hì hục đào bới. Xong việc, lấp đất, trải tí nhựa đường, đá vụn nham nhở, chỗ lồi, chỗ lõm, thế là xong. Mà các anh chị xe đạp, xe máy ô tô đi ngang qua bánh xe nể tưng tưng đến long cả óc, không cẩn thận còn ngã lăn quay ra đường vì khi phi qua những cái bẫy lộ thiên vừa được làm xong ấy. Còn nhớ thời bao cấp khó khăn, những người bán hàng đầy mưu mẹo với trí tuệ siêu phàm đã chế ra những chiếc cân với cán rỗng, nhét thủy ngân bên trong, chỉ cần một cú nghiêng nhẹ ngón tay là 5 lạng thịt thành 1 cân ngay. Hay thậm chí đơn giản hơn, chẳng cần đến cái đòn cân rỗng ruột ấy, chỉ cần một cú nhích ngón chân cái phía dưới đĩa cân là cũng bớt được vài lạng hàng hóa. Hay những chú vịt nhồi bánh đúc đến mức nứt cả diều, những chú lợn bị nhét cả vòi nước vào bụng bơm cho căng phồng lên để tăng thêm trọng lượng khi đem bán. Người mua có lẽ hầu hết đều biết cả, nhưng đành chịu, vì có thắc mắc thì điện nước vẫn phải dùng hàng ngày, lòng đường có nham nhở thì cố mà đi cho cẩn thận, tránh rủi ro tai nạn thiệt bản thân. Vỉa hè có nham nhở thì cũng toàn ô tô xe máy được để, chứ có mấy ai được đi bộ trên vỉa hè. Mấy ngày nghỉ lễ, ai cũng than thở, giá vé máy bay cao quá, không thể đi du lịch được nên phải ở nhà. Ơ kìa, đến cái vé máy bay còn không mua nổi thì tính chuyện đi du lịch làm gì cho mất công. Nói vậy thôi, chứ ai cũng hiểu, bất cứ dịch vụ nào có sự độc quyền thì sẽ thiệt hại thuộc về người tiêu dùng. Tất nhiên là những người cung cấp dịch vụ thì vẫn kêu oan, đưa ra những lý giải thoạt nghe thực sự hợp lý, hợp tình. Nhưng nghĩ lại, nó vẫn như một bí ẩn của cuộc sống mà không phải ai cũng can tâm sử dụng. Có lẽ phải có một bên thứ ba giám sát mới có thể thỏa mãn được sự thắc mắc của khách hàng, cũng như giải oan nếu có cho những nhà cung cấp dịch vụ mà cứ đến hẹn lại lên, lại bị người tiêu dùng, cộng đồng, xã hội lên án. Cần minh bạch giá vé máy bay. Quý vị thân mến, Cục Hàng không Việt Nam đang kiểm tra hoạt động bán vé, kê khai, niêm yết giá vé máy bay của các hãng hàng không Việt Nam nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong ngành hàng không. Quyết định này được đưa ra những lo ngại về việc giá vé máy bay cao vô lý có thể ảnh hưởng đến hoạt động du lịch trong nước. Nhưng kỳ vọng từ phía người tiêu dùng không dừng lại ở đó. Họ muốn đợt kiểm tra này cần đi đến vấn đề cuối cùng, làm gì để tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh và đảm bảo rằng người dân có cơ hội tiếp cận dịch vụ hàng không với mức giá hợp lý. Từ thực tế, dịp lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 vừa qua, vé máy bay đắt đỏ đã cản bước mong muốn dịch chuyển đi xả hơi của nhiều gia đình. Nhẩm tính một cách đơn giản, để có thể đi du lịch dịp nghỉ lễ bằng đường hàng không, một gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh với 4 thành viên sẽ mất khoảng 20 triệu đồng chỉ riêng cho tiền di chuyển đến một địa phương ở miền Trung. Không chỉ cao điểm mà ngày thường giá vé nội địa cũng rất cao, thậm chí cao hơn so với giá vé máy bay đi quốc tế.
dễ dàng liệt kê những đường bay mà giá vé lên đến 6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ngang với tour chọn gói đi du lịch ở một số nước trong khu vực. Câu chuyện này kéo dài khiến những người làm du lịch như ngồi trên lửa trước mỗi mùa cao điểm du lịch thời gian qua. Thế nhưng, theo báo cáo của Cục Hàng không, việc tăng giá là nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi nhiều nguyên nhân, từ khan hiếm máy bay cho đến việc vé máy bay đang gánh nhiều loại phí, giá nguyên liệu cao đến chênh lệch tỷ giá, biến động đội bay. Từ những lý giải này, nhiều tiêu dùng càng trông đợi một kết quả kiểm tra minh bạch hơn trong cơ chế tính giá vé máy bay, không thể phụ thuộc vào giá trần để lách luật. Vé máy bay tăng cao là do cung cầu, nhưng ngay cả khi cầu giảm mà giá vé vẫn chưa hạ nhiệt, đó là điều khó chấp nhận được. Quyết định thanh tra giá vé máy bay là một bước quan trọng nhằm đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong ngành hàng không. Và để đợt kiểm tra này không chỉ là sự xoa dịu dư luận, công chúng cần một bảng báo cáo phân tích rõ ràng, đầy đủ và cả giải pháp đề xuất như giảm thuế, phí. Người tiêu dùng mong ước có mức giá hợp lý hơn khi sử dụng dịch vụ hàng không, đồng thời giảm bớt áp lực tài chính khi lựa chọn phương thức đi lại này. Đặc biệt, trong bối cảnh hậu quả của đại dịch COVID-19, việc kiểm soát giá vé máy bay là một biện pháp hiệu quả để kích thích ngành du lịch trong nước phục hồi, khuyến khích đi lại, làm ăn, giao thương, trao đổi. Thực hiện thanh tra vé máy bay là một phần của việc quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh trong ngành hàng không, giúp ngăn chặn các hành vi lạm dụng vị thế thị trường và đảm bảo cho người dân được hưởng mức giá công bằng. Điều này chỉ đạt được khi cơ quan chức năng làm thật và làm một cách công tâm. Ông Dương Văn Thái vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Thưa quý vị, ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tại kỳ họp thứ 41 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong ngày 6 đến ngày 7 tháng 5, Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại các đảng bộ Bắc Giang, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Gia Lai, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Văn phòng Quốc hội. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy một số cá nhân đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị công tác đến mức phải xem xét và xử lý kỷ luật. Trong các cá nhân vi phạm này có ông Dương Văn Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật 5 cá nhân, trong đó có ông Dương Văn Thái. Trước đó liên quan đến vụ Thuận An, Trung tướng Tô Ân Sô, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, đến nay Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam 8 bị can, trong đó bị can mới nhất là ông Dương Văn Thái, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang bị khởi tố bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Dương Văn Thái cũng đã bị Quốc hội bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15. Theo cơ quan điều tra, trong giai đoạn từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, Tập đoàn Thuận An đã trực tiếp hoặc liên danh tham gia và trúng 38 gói thầu tại 16 tỉnh thành với tổng giá trị trên 23.000 tỷ đồng. Đặc biệt trong năm 2022-2023, tập đoàn này đã phát triển rất nóng và trúng nhiều gói thầu với tổng trị giá là 18.000 tỷ đồng. Trong đó có những gói thầu thuộc nguồn vốn của chương trình phục hồi kinh tế. Những tin tức vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của Tin Nóng 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.